Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cắt gốc của Makita nha anh em. Đó, cắt gốc Makita ha. Thì con cắt gốc này nó xài lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Nó khởi động mềm ha. Đây. Máy zin nguyên bản luôn nha anh em. Đó, túi bụi đồ đầy đủ hết ha. Đây. Giờ em xin đọc thông số máy cho anh em mình nha. Cắt gốc Makita, mã của nó là LS0830 nha. Điện 100W nha, công suất là 1050W, dòng tua là 4000 vòng trên phút nha anh em. Thì xài lưỡi là lưỡi 216 ha. Con này là nghiêng xoay 45 độ hai bên nha anh em. Đây. Xoay 45 độ ha. Nghiêng 45 độ hai bên luôn ha. Đó. Lưỡi là lưỡi zin luôn nha anh em. Đó, lưỡi là made in Japan Makita nè. Đó. Lưỡi nó hơi nhăm nhăm không ảnh hưởng gì nha anh em. Đó, lưỡi zin luôn ha. Đó, máy zin nguyên bản ha. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Đó, thắng từ khá nhạy luôn nha anh em. Đó, máy hoạt động ok luôn ha, thắng từ ha, nghiêng xây ha. Đó, túi bụi đồ đầy đủ ha, zin nguyên bản hết nha anh em. Đó. Thì anh em quan tâm đến con cắt gốc Makita lưỡi 216 này liên hệ em nha. Cảm ơn em.